Chào các bạn nhỏ, rất vui được gặp các em trong chương trình Măng Non Thái Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình luôn mong muốn sẽ là không gian tuổi thơ yêu thích của các bạn nhỏ và nhớ luôn đồng hành cùng chương trình các em nhé. Và bây giờ chúng mình hãy cùng đến với nội dung của chương trình ngày hôm nay. Các em thân mến, vậy là mùa hè đã đến, chắc hẳn mỗi bạn nhỏ đã có những kế hoạch cho một mùa hè sôi động và bổ ích. Hy vọng các bạn nhỏ sẽ chia sẻ những hoạt động vui hè ấy cùng chương trình nhé. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng xem những ngày đầu hè của các bạn nhỏ ở xã Nam Mau, huyện Đại Từ có gì đặc biệt nhé. Cùng các bà các mẹ đi biểu diễn giao lưu văn nghệ ở xã bên. Đây là hoạt động đầu tiên của các bạn nhỏ câu lạc bộ hát sướng cọ, xã Nam Mau, huyện Đại Từ. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, nhảy tắc xình, hát sướng cọ là những hoạt động được các bạn nhỏ này đã duy trì từ nhiều năm nay. Nhưng mỗi khi hè đến thì các hoạt động dành cho các bạn nhỏ trong câu lạc bộ lại đa dạng, phong phú hơn. Bởi vậy, sinh hoạt câu lạc bộ chính là một trong những sân chơi bổ ích dành cho các bạn nhỏ địa phương mỗi khi hè về. Mỗi một lần để cho các con đi được trải nghiệm giao lưu như này thì các con vừa vui mà lại vừa được nói chung là kinh nghiệm sân khấu của con dày dặn lên để các con có thể là đi diễn được nhiều nơi. Thì mỗi lần như thế này thì các con thích đi, được đi để giao lưu với tất cả các bạn bè các dân tộc khác nhau. Đây, cháu thích nhất là đi bơi và hát sướng cọ, nhảy tắc xình ạ. Vì sao? Vì đi bơi thì cháu cảm thấy rất là sảng khoái ạ. Còn hát sướng cọ và nhảy tắc xình mình được nhảy là mình cảm thấy rất là vui và được khi được những người vỗ tay thì bố mẹ mình cũng vui ạ. Hiện câu lạc bộ hát sướng cọ nhí của xã Nam Mau có gần 30 bạn nhỏ thường xuyên sinh hoạt. Ở đây, các bạn ấy không chỉ được dạy nhảy tắc xình, dạy hát những làn điệu của dân tộc, mà những nét tập quán, sinh hoạt đặc trưng của dân tộc Sán Chay cũng được các bà, các mẹ tận tâm chỉ dạy, hướng dẫn cho các bạn ấy từng chút một. Bởi có yêu, có hiểu thì các bạn ấy mới có thể nhảy hay, biểu diễn đẹp. Một buổi tập như này không phải một mình tôi có thể làm được, mà có thể phải 2-3 người hỗ trợ thì mới dạy được các con. Bây giờ mỗi một chủ nhật thì chúng tôi chỉ tập vào buổi chiều thôi. Đấy, dạy cho các con biết hát, rồi biết nói tiếng của đồng bào mình, rồi múa những cái điệu múa mới. Thì đến 3 tháng hè chúng tôi vẫn cứ thường xuyên là tập luyện nhiều hơn. Bởi vì những cái lúc vượt này thì là lúc các con thảnh thơi không phải đến trường nữa. Thế cho nên là các con cũng rất là thích đến được vừa được hát rồi là vừa được múa cái bản sắc văn hóa của đồng bào mình là các con sướng lắm. Hè đến cháu được nhiều điệu để đáp xinh hơn và bài hát và các từ mới của dân tộc mình. Hiện các thành viên của câu lạc bộ đã có thể trình diễn được hầu hết các điệu cơ bản của múa tắc xình, lại có thể hát sướng cọ. Những thành viên mới, nhỏ tuổi cũng tích cực góp sức mình trong các buổi trình diễn. Tất cả vì sự thành công của tiết mục. Cháu học tắc xình 5 tuổi, lý do cháu tập là theo dân tộc mình. Khi hè đến cháu dành nhảy tắc xình nhiều hơn. Các bà đưa đi giao lưu và rất ham muốn đến các dân tộc khác để làm cho dân tộc mình tiến bước hơn. Con được học thêm hát sướng cọ từ lúc con lên lớp 4 ạ. Giờ con thấy cảm thấy là hát sướng cọ và nhảy tắc xình không khó vì đấy là đặc trưng của dân tộc con. Với mong muốn bảo tồn và lưu truyền lại điệu nhảy đặc trưng riêng có của dân tộc mình, các bà các mẹ đã tìm tòi phục dựng các điệu của múa tắc xình, truyền dạy lại cho các bạn nhỏ bằng cả tình yêu thương và tâm huyết, để mỗi ngày hè với các bạn nhỏ này luôn là những ngày vui và bổ ích. Cứ như vậy, các giá trị văn hóa, bản sắc riêng có của dân tộc được tỏa sáng trong chính đời sống bình dị, thường nhật, như vẻ đẹp vốn có của nó, và rồi sẽ còn được gìn giữ, quảng bá bởi các bạn nhỏ này hôm nay và mai sau.
Ngay bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với vũ điệu tắc xình do các bạn nhỏ câu lạc bộ hát sướng cọ xã Nam Ao, huyện Đại Từ thể hiện. Với những động tác đơn giản nhưng mạnh mẽ, dứt khoát, mang nhiều ý nghĩa, nét văn hóa đặc trưng. Điệu múa tắc xình quay lười, vui lên nương mà các quý vị đại biểu đang xem gồm có 9 động tác cơ bản, gồm thăm đàng, lập làng, bắt quyết, mài dao, phát nương, dọn giấy, tra mối, hái niệm, mừng mùa vụ, múa chim gâu. Động tác đơn giản do các thành viên trong câu lạc bộ sưu tầm, dàn dựng, âm nhạc và các đầu cụ đều do các nghệ nhân tự tay làm ra. Và dưới sự sáng tạo của các thành viên trong câu lạc bộ đã dàn dựng lên điệu múa, mô phỏng toàn bộ một vụ mùa lúa nương. Động tác mà các quý vị đại biểu đang xem đó là động tác thăm đường bắt quyết. Đây là hình thức múa tâm linh, làm phép khi đồng bào chuyển đến vùng đất mới để khai phá và định cư. Xưa kia, người Sán Chay thường sinh sống ở vùng núi cao, sống bằng nghề nông nghiệp mà chủ yếu là lúa nương. Đó là động tác đồng bào đi tìm khu đất màu mỡ để dọn giấy trồng lúa nương ở đó. Khi tìm được đất mới, đồng bào rủ nhau đi phát nương và trồng các loại cây trồng khác. Động tác vừa rồi là động tác mài dao để có những con dao sắc bén chặt những cây gỗ rừng. Tiếp theo là động tác phát nương và dọn giấy. Người đi trước dùng những con dao sắc bén để chặt cây, phát cỏ. Người đi sau dọn cây và gọn cỏ. Múa tắc xình là điệu múa nghi lễ, vừa tái hiện các hoạt động lao động sản xuất của người Sán Chay, về thể hiện đời sống tâm linh của người dân làm nông nghiệp, phụ thuộc hoàn toàn vào các yếu tố tự nhiên. Múa tắc xình cũng phản ánh cấu trúc xã hội. Việc phản ánh, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể, múa tắc xình không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau, khơi dậy lòng tự hào về bản sắc của cộng đồng người Sán Chay, mà còn khích lệ tinh thần đoàn kết cộng đồng, góp phần vào công tác xây dựng đời sống văn hóa. Khi những mảnh đất đã được dọn sạch, đây là lúc đồng bào gieo hạt. Họ dùng những cây gỗ đeo nhọn để chọc những lỗ thẳng hàng. Người Sán Chay rất khéo tay, họ dùng tre nứa và cây giang đan những chiếc cọc lẹng để đựng thóc vào đó. Người đi trước dùng những chiếc gậy chọc lỗ, người đi sau thả hạt thóc vào đó. Những hạt thóc được thả xuống lỗ, nếu gặp trời mưa sẽ không bị trôi và cây lúa sẽ mọc thẳng hàng hơn. Sau một thời gian bị lãng quên, giờ đây người Sán Chay giữ nét đẹp của dân tộc mình bằng cả trái tim yêu, gìn giữ nó như một báu vật của dân tộc mình, kết hợp vũ điệu nhảy và bộ gõ bằng tre nứa. Theo quan niệm tâm linh của người Sán Chay, ngọn tre được biểu trưng cho cầu nối giữa đất và trời. Khi ngọn tre gõ xuống đất, khí âm dương hòa quyện sẽ tạo ra sự sống cho muôn loài. Động tác các quý vị đại biểu đang xem là động tác làm cỏ. Đồng bào dùng những chiếc cào làm từ sắt, người Sán Chí gọi là có quạt, còn người Cao Lan gọi là mực quạt, để xới đất làm cỏ lúa nương. Sau một thời gian dài chăm sóc, đây là lúc những bông lúa đã chín vàng, đồng bào đi thu hoạch. Đây là động tác thu hoạch. Họ dùng một dụng cụ để cắt những bông lúa nương. Dụng cụ này tiếng người Sán Chí gọi là vu mặn, còn tiếng người Cao Lan gọi là mặc khẹp. Thóc đã được phơi khô giòn, đồng bào mang đi xay giã. Đây chính là động tác xay giã dần sàng để có những hạt gạo trắng ngần, làm những chiếc bánh dày để dựng
dâng cúng lên tổ tiên và thần linh trong Tết ăn mừng cơm mới, mừng mùa vụ. Đồng bào Sắn Chay có phong tục ăn mừng mùa vụ, ăn mừng cơm mới. Vào Sắn Chay có phong tục mừng mùa vụ, mừng cơm mới. Đây chính là động tác múa chim gâu mừng mùa vụ. Hàng năm khi thu hoạch xong, đồng bào Sắn Chay tổ chức ăn mừng cơm mới vào ngày mùng 10 tháng 10 hàng năm. Và là ngày đồng bào tổ chức giã những chiếc bánh dày để cúng dâng lên thần linh tổ tiên, cùng nhau nhảy những điệu múa của dân tộc mình để tạ ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, bản làng no ấm, lúa ngô được mùa, và cầu khẩn thần linh che chở cho những vụ mùa tiếp theo. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã đưa đường chỉ lối, đồng bào đã tin theo, không còn phát nương làm giấy nữa. Họ đã khai phá những mảnh ruộng để cấy lúa nước, đoàn kết cùng với các dân tộc khác chung tay chung sức xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp. Song các nét đẹp văn hóa luôn luôn được gìn giữ và phát huy cho các thế hệ mai sau. Thân mến, bây giờ chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về luật trẻ em nhé. Ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem pháp luật quy định như thế nào về việc bảo đảm chăm sóc sức khỏe trẻ em nhé. Theo Điều 43 Luật Trẻ Em năm 2016, nhà nước có chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ để hỗ trợ, bảo đảm cho trẻ em được chăm sóc sức khỏe, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em đang sinh sống tại các xã biên giới, miền núi, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Nhà nước bảo đảm thực hiện các biện pháp theo dõi sức khỏe định kỳ cho phụ nữ mang thai và trẻ em theo độ tuổi, chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe ban đầu và tiêm chủng cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, tư vấn và hỗ trợ trẻ em trong việc chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục phù hợp với độ tuổi theo quy định của pháp luật. Ưu tiên tư vấn, bảo vệ, chăm sóc về sức khỏe, dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ nuôi con dưới 36 tháng tuổi và trẻ em. Đặc biệt là trẻ em dưới 36 tháng tuổi, trẻ em bị xâm hại, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. Nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh, xóa bỏ phong tục tập quán có hại ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho trẻ em theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, phù hợp với độ tuổi, nhóm đối tượng và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. Nhà nước có chính sách, biện pháp để trẻ em được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh và điều kiện vệ sinh cơ bản, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân ủng hộ đầu tư nguồn lực để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, ưu tiên cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Các bạn nhỏ thân mến, chúng mình sẽ dần tìm hiểu về các điều trong luật trẻ em vào những chương trình tới. Vì đến đây, thời lượng dành cho chương trình của chúng mình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau. Tạm biệt các em!